đường tại thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Bà con nhân dân nơi đây đã từng ví là con đường giống như là những chiếc những cái ao để nuôi cá. Những vào những ngày mưa to thì tất cả các phương tiện giao thông muốn đi lại trên con đường này đã có những chiếc tàu lớn, những chiếc thuyền to đưa các bạn đi qua con đường. Khi đó nhìn view rất đẹp. Trực tiếp này người đèo tôi đi cảm giác như này chỉ là khó. Thế là người dân rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa con đường trở lại bình thường. Nỗi niềm của bà con nhân dân thị trấn Thanh Hà, Lạc Thủy, Hòa Bình rất mong muốn các cơ quan chức năng, chính quyền đường đẹp nhất Việt Nam này trở lại trạng thái bình thường. Rất mong các bạn cộng đồng mạng like, chia sẻ clip này để cho tất cả chúng ta được biết. Và mong muốn của bà con nhân dân nơi đây sẽ được sớm được thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi.